Nga đánh sập hai cụm cứ điểm phòng thủ Ukraine, đường tiến tới Chasovia chỉ còn khoảng 500 mét. Kịch tính trận chiến giành giật bong ke giữa quân đội Nga và Ukraine. Ukraine gặp khó khăn với bài toán tuyển quân. Nga chịu tổn thất không đáng có vì sự chủ quan trên chiến trường Ukraine. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có nhiều diễn biến mới căng thẳng. Theo kênh RV Voenkory đưa tin ngày 26 tháng 3, lực lượng đổ bộ đường không và quân khu phía nam của Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự Ukraine, áp sát Chasovia từ hai hướng. Lực lượng Moscow tiếp tục tiến lên từ Bakhmut, Antyomovs sau khi đánh bại một số đơn vị của Kiev kiểm soát các thành trì lớn và cũng là hai chốt chặn quan trọng gồm Ivanovsky và Bogdanovka tiếp cận thành phố quan trọng Chasovia. Sư đoàn dù số 98 Ivanovo đang tự tin tiến về phía trước. Như vậy, hai gọng kìm từ phía Bắc và phía Nam của Nga đã được hình thành. Các nhà phân tích quốc phòng Ukraine đã thừa nhận tình hình đáng buồn của lực lượng Kiev và công bố bản đồ về sự tiến bộ của phương Tây. Các nhà phân tích quốc phòng Ukraine cho biết quân đội Nga đã đạt được thành công đáng kể trong việc tiến tới Chasovia. Họ đã giành được một số thành trì lớn, mũi xung kích tiên phong của Nga chỉ còn khoảng 500 mét nữa là tới ngoại vi thành phố. Truyền thông Ukraine viết, ở phía đông Chasovia, quân đội Nga tiến dọc theo tuyến đường sắt và một đoạn đường cao tốc 00506 trong khu vực rộng tới 1,85 km và sâu 1,15 km. Giao tranh vẫn tiếp tục ở ngoại ô, tại khu vực Ivanovsky và khu vực xung quanh, tình hình cũng không khá hơn. Một số binh sĩ Ukraine cũng đã mất tích. Kênh Ryba xác nhận, theo hướng Bakhmut, các báo cáo cho thấy Ukraine đang rút các đơn vị khỏi nhiều vị trí ở ngoại ô phía tây Bắc Bogdanovka. Kênh Suri Yapmap cho biết, trong 36 giờ qua, lực lượng Nga đã tiến vào các khu vực mới bên trong Bogdanovka và đến trung tâm khu định cư sau khi Ukraine rút lui. Ngoài ra, họ còn có những bước tiến nhỏ ở khu vực rừng phía tây bắc ngôi làng. Kênh Voenko Karolin cho biết, tại phía tây Avdiivka, lực lượng Moscow đã áp sát ngoại ô làng Semenovka, đang tấn công từ hai phía cùng lúc, cả từ Bekdichi và từ Olivka. Ngoài ra, một mũi xung kích đã bắt đầu phát triển từ Olivka tới Umansky. Trong khi đó, từ Tonenke, lực lượng Nga đã di chuyển qua một khu vực cánh đồng rộng lớn, hơn một nửa diện tích đã được kiểm soát, kế hoạch của họ đã rất rõ ràng chen vào giữa nền Tailovo và Pevomaisky. Như vậy, nếu không có gì bất thường xảy ra, thì số phận của lực lượng Kiev ở Pevomaisky sẽ được định đoạt trong những ngày tới, tối đa trong vòng một tuần. Kênh Ryba cho biết, cuộc tấn công của Nga vào các vị trí của lực lượng Ukraine ở Semenovka đã bắt đầu, tình hình ở khu vực Bekdichi vẫn không thay đổi. Kênh Suri Yamap cho biết, tại phía tây Avdiivka, Nga đã đạt được những bước tiến mới ở phía bắc Bekdichi và ở bờ đông sông Duna. Ngoài ra, lực lượng của họ bắt đầu vượt sông đến bờ tây đối diện với Olivka và phía nam Semenitska, kênh Ryba đưa tin. Theo hướng Olengan, Nga đang tập trung ở khu vực trung tâm Novomykhailovka. Tại khu vực Paradkovievka, nỗ lực luân chuyển của Ukraine đã bị ngăn chặn thành công. Phía tây bắc Netenjanka theo hướng Zaporizhia, lực lượng Kiev đã thực hiện nhiều nỗ lực phản công nhưng bất thành. Tình hình ở Rabotin vẫn ổn định và cuộc phản công của Ukraine ở phía tây bắc Vebovoy đã bị đẩy lùi. Trong khi đó, kênh Suri Kamap đưa tin khả quan hơn về bước tiến của Nga ở phía tây nam Donetsk theo hướng Oleda khi cho biết trong hai ngày qua, lực lượng của họ đã giành được các nhà kho phía bắc Novomykhailovka, đồng thời tiếp tục phát triển thế tấn công kiểm soát những đồn điền tại phía bắc khu vực này. Theo Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 26 tháng 3 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày, 50 cuộc đụng độ đã diễn ra ở mặt trận. Tổng cộng Nga đã thực hiện 4 đợt tấn công tên lửa và 52 đợt không kích, tiến hành 43 đợt tấn công từ pháo, tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn, trong ngày, máy bay Ukraine đã tấn công vào 2 điểm kiểm soát và 8 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí trang bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã phá hủy một tổ hợp phòng không, một khẩu pháo và một kho đạn của Nga. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Marinka, Orekhov, Zaporizhia và Kherson. Những cuộc giao tranh trên chiến trường Ukraine vẫn đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Sau khi để lùi làn sóng tấn công của quân đội Nga vào căn bong ke trú ẩn nhỏ bên trong một căn hầm gần một ngôi nhà bỏ hoang của mình, hai binh sĩ Ukraine đã bị mắc kẹt.
trong khi đó, những người lính Nga đang áp sát họ. Binh nhì Ukraine Vladislav Volody, 39 tuổi, biệt danh là Hammer, nói với New York Times rằng họ bao vây chúng tôi và bắt đầu ném lựu đạn. Họ hô lên, hãy đầu hàng và các người sẽ sống. Nhưng đầu hàng cũng chẳng ích gì vì họ không để tôi được yên ổn. Lúc đó là khoảng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 2023, tại Avdiivka, chiến trường khốc liệt nhất ở Ukraine khi đó. Sau hơn một tháng, binh nhì Volody mới có thể thoát khỏi căn hầm lạnh lẽo. Trận chiến giành bao vây ở pháo đài Avdiivka, miền đông Ukraine chỉ là một phần nhỏ trong số hàng trăm, hàng nghìn cuộc đụng độ nổ ra dọc mặt trận dài gần 1.000 km ở Ukraine. Tuy nhiên, nó phản ánh việc vừa phòng thủ, vừa tấn công khó đến mức nào trong một cuộc chiến ngày càng khốc liệt khi lực lượng Ukraine sắp hết đạn và quân đội Nga đang nỗ lực tiến công. Là thành viên của lữ đoàn Charger số 71 của quân đội Ukraine, binh nhì Molody đã kể lại trận chiến giành giật bong ke với quân đội Nga trên giường bệnh, nơi anh đang được điều trị sau khi thoát khỏi căn hầm trong tình trạng kiệt sức, tê cóng. Câu chuyện của Molody được bổ sung thêm bởi lời kể lại từ chỉ huy, những người lính đã giải cứu anh hay đoạn video quay bằng máy bay không người lái mà The New York Times được xem. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, binh nhì Molody và ba binh sĩ khác được điều động đến một vị trí tại một ngôi nhà bỏ hoang ở phía nam Avdiivka, nơi có một hầm chứa thường dùng để trữ rau và các thực phẩm khác vào mùa đông gần đó. Chính trong căn hầm đó, một không gian có hai phòng kín như bưng và chỉ có thể vào qua một đường hầm hẹp, là nơi những người lính Ukraine sẽ quyết liệt chiến đấu để sinh tồn. Việc chiếm giữ một bong ke, thậm chí khi nó không quá kiên cố chẳng hạn như hầm, trên thực tế là một công việc nguy hiểm. Nga vừa tăng cường ném bom nhằm tàn phá các công sự của Ukraine, vừa điều bộ binh tấn công các vị trí như bong ke, nơi quân phòng thủ Ukraine có lợi thế hơn. Lực lượng Ukraine đã sử dụng ngôi nhà nơi binh nhì Molody đóng quân làm trạm quan sát, và họ đã thiết lập các vị trí bắn kiên cố ở đó để nhắm vào các lực lượng Nga đang di chuyển về phía họ. Họ cũng có các vị trí bắn bên trong bong ke. Tuy nhiên, khi binh nhì Molody và đơn vị của anh đến địa điểm này, toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi sương mù dày đặc trong nhiều ngày, giúp lực lượng Nga tiếp cận các bong ke mà không bị phát hiện. Nhờ vậy, họ đã bắt đầu tiến hành các đợt tấn công quyết liệt ngay sáng hôm sau. Binh nhì Molody nói, chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công đầu tiên ngay lập tức. Nghĩ rằng có chút thời gian để nghỉ ngơi, binh nhì Iho Chetiak, 38 tuổi, đã đi vào hầm để sưởi ấm chân và binh nhì Molody thì pha trà. Hai thành viên còn lại còn nhóm cảnh giới ở bên ngoài. Tuy nhiên, họ bất ngờ nhận được báo động về một đợt tấn công mới của quân đội Nga, giao tranh dữ dội xung quanh ngôi nhà. Hai binh nhì bị kẹt trong bong ke, đối đầu với khoảng một nhóm tấn công gồm 15 đến 20 binh sĩ Nga. Sau đó, cả hai người lính Ukraine bên ngoài bong ke đều không qua khỏi trong cuộc giao tranh vào ngày 14 tháng 12 năm 2023. Trong 3 ngày tiếp theo, binh nhì Molody và binh nhì Chetiak cầm chân được nhóm tấn công. Vào ngày thứ tư, ngôi nhà bảo hoang bị nổ tung, chặn lối vào hầm và nhốt hai người lính Ukraine bên dưới lòng đất. Binh nhì Molody nói, các binh sĩ Nga đã chôn vùi căn nhà hoàn toàn để ngăn chúng tôi thoát ra ngoài. Bên trong căn hầm chật chội, hai binh nhì Ukraine đã sống cạn kiệt lương thực và không có phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài. Binh nhì Molody kể, chúng tôi ăn một lần một ngày, chỉ nửa lon thịt hộp hoặc một ít cháo. Sau 2 tuần, binh nhì Chetiak quyết định nếu không trốn, anh sẽ gặp nguy hiểm vì các vết thương của mình. Binh nhì Chetiak tâm sự, tôi đã tự mình đưa ra quyết định, hoặc là tôi rời khỏi hầm ngay bây giờ, hoặc cả hai chúng tôi đều ngã xuống. Tôi thậm chí còn xác định rằng nếu tôi ra ngoài và bị tấn công ở đó, thì ít nhất cũng ra đi nhanh chóng chứ không phải vì đói khát. Binh nhì Molody thì quyết định ở lại. Binh nhì Chetiak tìm ra điểm yếu giữa một số dầm trần bị sập, anh đào đất rồi trèo ra ngoài. Ngay sau đó, binh nhì Molody nghe thấy nhiều tiếng nổ, đồng thời lo sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra với đồng đội. Binh nhì Molody nói, tôi nghĩ anh ấy đã bị hạ gục. Anh không biết rằng đồng đội của mình đã sống sót cho đến hơn 3 tuần sau khi anh ta rời hầm. Khi còn lại một mình trong căn hầm, binh nhì Molody co ro trong bóng tối khi mặt đất xung quanh rung chuyển với những vụ nổ gần như liên tục. Binh nhì Molody cuối cùng cũng hết sạch thức ăn và cuối cùng phải đào đất từ cái lỗ mà binh nhì Chetiak dùng để trốn thoát để lấy tuyết làm nước. Anh đã chuẩn bị để ra đi. Sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng nổ bên ngoài lắng xuống. Trong 2 ngày, anh không nghe thấy tiếng binh sĩ Nga. Đến 8 giờ ngày 23 tháng 1, anh nghe thấy có người gọi tên mình. Những người lính Ukraine đã được báo rằng một trong những đồng đội của họ có thể còn sống tại vị trí này nhiều tuần kể từ khi binh nhì Chetiak trốn thoát. Chính họ đã tìm thấy và cứu sống Hammer từ dưới đống đổ nát. Trung sĩ Anatoly, 37 tuổi, là một bác sĩ điều trị cho binh nhì Molody, cho biết khi được đưa lên mặt đất, Molody sức khỏe rất yếu, tinh thần kiệt quệ. Một binh sĩ Ukraine tham gia giải cứu Molody cho biết,
Tuy nhiên, đôi mắt anh ấy ánh lên niềm hạnh phúc vì cuối cùng cũng được đoàn tụ được với đồng đội của mình. Không lâu sau khi binh nhì Molody được giải cứu, hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Avdiivka sụp đổ và Nga đã kiểm soát được thành phố, bao gồm cả Bonke, Molody và binh nhì Chetiak từng ẩn náu. Cả hai người lính Ukraine hiện đều cho biết họ mong đợi sẽ sớm được trở lại chiến đấu. Quân đội Ukraine đang rất cần nhân lực để ngăn chặn đà tiến của Nga, song những tính toán chính trị đang khiến điều này trở nên khó khăn. Hiện tại, sau nhiều tháng tranh luận, dự luật do chính phủ Ukraine đề xuất nhằm nới rộng đối tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự vẫn đang bị mắc kẹt tại Quốc hội Ukraine. Những thay đổi được đưa ra trong dự luật khá rẻ rặt. Độ tuổi nhập ngũ sẽ giảm từ 27 xuống 25, binh sĩ được xuất ngũ sau 3 năm phục vụ và những nam giới trốn tránh nghĩa vụ sẽ phải chịu hình phạt. Thế nhưng, trước tâm lý uể oải và mệt mỏi của công chúng sau hơn 2 năm chiến sự, Quốc hội Ukraine đang phân vân trước những điều chỉnh nhỏ như vậy. Nghị sĩ Fedi Vinitlavsky thuộc đảng cầm quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky nói: "Chúng tôi đang đấu tranh để hạ độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự xuống 25. Đây là một quyết định không được dư luận ủng hộ, nhưng chúng ta cần tăng số lượng người có thể huy động nhập ngũ." Trong năm nay, bên cạnh tình trạng thiếu đạn dược, thiếu binh sĩ được cho là thách thức lớn nhất với Ukraine, khi các chỉ huy quân sự đều nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ hiện tại chỉ là giữ vững phòng tuyến và xây dựng lại lực lượng. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga với dân số đông gấp 3 lần đang triển khai hàng nghìn binh sĩ mỗi tuần cho các cuộc tấn công và có thể bổ sung khoảng 30.000 tân binh mỗi tháng. Đại đa số người dân Ukraine ủng hộ chính phủ tiếp tục nỗ lực đối đầu Nga. Nhưng theo giới quan sát, thất bại trong chiến dịch phản công lớn vào năm ngoái và thương vong của hàng chục nghìn binh sĩ đã làm lung lay niềm tin rằng họ có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ Nga đang kiểm soát, đồng thời khiến Kiev cạn kiệt nhân lực. Khi cuộc xung đột mới bắt đầu, Ukraine đã chứng kiến hàng trăm nghìn tình nguyện viên tràn vào các văn phòng tuyển dụng để đăng ký tăng quân. Làn sóng này giờ đây không còn nữa, và Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận đã đến lúc phải cho những người lính chiến đấu suốt 2 năm qua nghỉ ngơi. Theo ước tính từ Tổng thống Zelensky, lực lượng vũ trang Ukraine có gần 600.000 lính, hầu hết đều thực hiện vai trò nào đó ngoài mặt trận. Đàn ông trong độ tuổi từ 18 đến 60 đã bị cấm rời khỏi đất nước kể từ khi xung đột nổ ra. Nhưng theo luật hiện hành, chỉ những người từ 27 tuổi trở lên mới đáp ứng điều kiện tham gia quân dịch, khiến nhiều thanh niên trong nước được miễn trừ. Mùa hè năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã sa thải tất cả người đứng đầu bộ phận tuyển quân cấp tỉnh sau loạt bê bối tham nhũng. Trước tình trạng hàng trăm nghìn nam giới tiếp tục trốn đăng ký nhập ngũ, lực lượng tuyển quân tăng cường thiết lập trạm kiểm soát trên đường phố và bắt những nam giới trong độ tuổi chiến đấu đưa đến chiến hào ở miền đông. Một số người còn nói họ bị giam nhiều ngày tại trạm tuyển quân cho đến khi đồng ý ký giấy nhập ngũ. Tuy nhiên, hàng trăm nghìn nam giới vẫn cố gắng tránh xa phòng tuyển quân địa phương. Hàng loạt video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh những nam thanh niên chạy trốn sĩ quan tuyển quân ở các thành phố trên khắp đất nước. Oleg Sinenchenko, 24 tuổi nói: "Tôi không cảm thấy mình giống một kẻ trốn quân dịch. Tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. Phần lớn người dân cả nước đều đang ngồi ở nhà và vờ như không có chuyện gì xảy ra." Mọi thành phần trong xã hội Ukraine đều đang kêu gọi quốc hội miễn trừ cho họ theo luật mới. Các doanh nghiệp đề xuất nộp thuế để lao động của họ không phải ra chiến trường. Sinh viên nói rằng họ nên được phép hoàn thành chương trình học trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, tình trạng giảm tỷ lệ sinh đồng nghĩa với việc dân số Ukraine ở độ tuổi 20 ít hơn so với các thế hệ trước. Kristina Mulichuk, 47 tuổi, có con trai 23 tuổi cho hay: "Tôi hiểu rằng đất nước đang xảy ra xung đột và chúng ta cần người, nhưng tôi là một người mẹ và tôi không muốn con trai mình tham chiến. Nó sẽ tiếp tục học đại học, điều này sẽ giúp nó được miễn trừ." Các quan chức ở Mỹ, nơi gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã bị đình trệ suốt nhiều tháng qua tại Quốc hội, cũng đang tranh cãi về tuổi nghĩa vụ quân sự cao bất thường ở Ukraine. Độ tuổi nhập ngũ ở Mỹ và nhiều nước phương Tây khác là 18. Hồi tháng 5 năm ngoái, Quốc hội Ukraine từng thông qua một dự luật hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 25, nhưng Tổng thống Zelensky không ký thông qua. Vào thời điểm Ukraine đang hừng hực khí thế chuẩn bị mở chiến dịch phản công quy mô lớn, ông Zelensky nói rằng ông cần các lãnh đạo chính phủ và quân đội đưa ra một kế hoạch tác chiến toàn diện hơn trước khi tuyển thêm quân. Theo Roman Kostenko, thành viên quốc hội thuộc đảng đối lập Holos, ông đã bỏ phiếu cho dự luật, nhưng những tranh cãi chính trị liên quan đến việc giảm tuổi nghĩa vụ ngày càng trở nên khó tháo gỡ hơn. Đến tháng 12 năm 2023, khi chiến dịch phản công thất bại và nhu cầu về nhân lực tăng cao, Quốc hội Ukraine lại xem xét dự luật mới nhằm điều chỉnh lại chế độ nghĩa vụ, nhưng dự luật này sau đó bị rút lại vì dư luận phản đối. Kostenko nói, nếu tôi đứng giữa quốc hội và tuyên bố hãy hạ độ tuổi xuống 21, nó sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đây là một quyết định không được lòng dân. Nhưng nhiệm vụ của Tổng thống là phải chấp nhận đưa ra những quyết định không được lòng dân trong thời chiến. Bạn không thể đá quả bóng trách nhiệm cho người khác. Cuối năm 2013, Tổng thống Zelensky cho hay ông có thể sẽ ủng hộ quyết định hạ tuổi nghĩa vụ quân sự xuống 25.
thêm rằng ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị một kế hoạch huy động quân. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, đây là vấn đề rất nhạy cảm bởi tuyển thêm 500.000 lính như quân đội yêu cầu sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ. Từ đó đến nay, Tổng thống Ukraine không đưa ra bình luận nào về dự luật nữa, trong khi nó vẫn mắc kẹt tại Quốc hội. Trong lúc các nghị sĩ tranh luận về những sửa đổi trong quy định tuyển quân, binh lính và gia đình họ đang nỗ lực phản đối. Theo Tổng thống Zelensky, khoảng 31.000 binh sĩ đã thiệt mạng trên chiến trường, nhưng các nhà phân tích quân sự ước tính con số còn cao hơn nhiều. Hàng chục nghìn quân khác bị thương, nhiều người không còn khả năng chiến đấu, những người còn lại bị kiệt sức và thiếu đạn dược nghiêm trọng. Olha Denisenko đã tham gia tổ chức các cuộc biểu tình ở Kiev nhằm yêu cầu những người đàn ông như chồng cô được nghỉ ngơi. Chồng Denisenko tình nguyện nhập ngũ khi xung đột mới nổ ra và đã ở mặt trận 2 năm. Cô cho biết trong thời gian đó anh chỉ được nghỉ phép 20 ngày. Denisenko, 35 tuổi, nói, chính quyền đã hy sinh những người chồng của chúng tôi, đã lãng quên họ. Đây là một gánh nặng rất lớn và nó cần được phân bổ đồng đều, không nên dồn hết lên vai những người đồng ý bảo vệ đất nước. Trong khi đó, những quân nhân chuyên nghiệp Ukraine cho biết họ đặc biệt cần nam thanh niên, vì nhiều người trong số họ đều đã ở độ tuổi trung niên và không còn dẻo dai như trước. Iho Pilous, 31 tuổi, đã phục vụ trong quân đội 12 năm nói, bạn không thể chiến đấu bằng một lực lượng già cỗi. Anh cho biết hiện tại, nhiều đồng đội của anh đã ngoài 40 tuổi và cần thêm nhiều thời gian hồi sức sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Pilous nhấn mạnh, mọi người cần chấp nhận rằng đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài, những người tình nguyện nhập ngũ không phải vô tận. Quân đội Nga được cho là đã phải chịu tổn thất không đáng có sau những chiến thắng trên chiến trường Ukraine do sự chủ quan của mình. Gần đây, quân đội Nga đã đạt được bước tiến đáng kể ở phía Bắc Donetsk và giành được thành phố pháo đài Avdiivka, nhưng chịu tổn thất nặng nề tại làng Chudivske, quận Bonovaka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 36 thuộc tập đoàn quân 29 của Nga đang xếp hàng trên bãi đất trống của ngôi làng để chờ chỉ thị của chỉ huy thì bị hỏa lực Ukraine tập kích và chịu thương vong nặng nề. Theo BBC, khoảng 200 đến 300 sĩ quan, binh sĩ Nga từ 3 đại đội của lữ đoàn 36 có mặt tại hiện trường đã bị tên lửa từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine bắn trúng. Con số thương vong được cho là lên tới hơn 60 người. Đây không phải là một tổn thất nhỏ, bởi sự kiện đã khiến 3 đại đội bộ binh này đã mất đi khả năng chiến đấu. Tiền thân của lữ đoàn là sư đoàn bộ binh cận vệ 36, từng tham gia chiến dịch phòng thủ Stalingrad nổi tiếng trong Thế chiến II. Sau khi Liên Xô tàn rã, lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 36 với tư cách là lực lượng tinh nhuệ của quân đội Nga đã nhiều lần tham gia vào các cuộc thi thể thao quân sự quốc tế như Thanh, Bi Alan và Suvorov Asau. Ngoài ra, lữ đoàn đã tham gia cuộc tập trận Zapad 2021. Kể từ khi cuộc chiến nổ ra, lữ đoàn 36 đã được triển khai ở chiến trường Ukraine. Năm ngoái, đơn vị này đã nhiều lần chiến đấu với quân đội Ukraine trên hướng Zaporizhia và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của đối phương. Trận tập kích bằng tên lửa của quân đội Ukraine ngày 20 tháng 2 đã gây tổn thất nặng nề cho lữ đoàn 36, chắc chắn đã tước đi nắm đấm quan trọng của quân đội Nga đang tấn công mạnh mẽ trên chiến tuyến Zaporizhia. Lúc này, câu hỏi đặt ra là tại sao quân đội Nga lại mắc phải sai lầm sự đảng như vậy? Khi tập trung ở khu vực mặt trận nghe huấn thị rồi lại bị đổ lỗi, liệu quân đội Ukraine có nhỉnh hơn quân Nga nhiều về mặt này? Giới chuyên gia cho rằng đó là do thói quan liêu của chỉ huy quân đội Nga. Việc quân đội Ukraine thành công trong cuộc tập kích bất ngờ này chủ yếu dựa vào hai yếu tố. Một mặt, họ có bệ phóng tên lửa cơ động cao HIMARS do Mỹ hỗ trợ, mặc dù các chỉ số hoạt động của nó gần giống với hệ thống pháo phản lực BM-30 Tornado của quân đội Nga. Thế nhưng HIMARS lại nhận được hỗ trợ thông tin tình báo của NATO và có tốc độ phản ứng nhanh hơn Tornado và tầm bắn 80 km của nó với tên lửa dẫn đường vệ tinh M-31, vẫn là mối đe dọa lớn hơn đối với các mục tiêu của quân đội Nga ở sâu phía sau chiến tuyến. Ngoài ra, một phần nguyên nhân có thể là do sự quan liêu ở đâu đó trong chính bộ máy của quân đội Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào năm 2022, mặc dù hầu hết sĩ quan và binh lính Nga đã dần thích nghi với cuộc chiến này, từ trạng thái bối rối ban đầu đến tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao, nhưng các tướng Nga thỉnh thoảng vẫn thực hiện một số hành động ma thuật, điều này dẫn đến những tổn thất không đáng có. Điều tồi tệ ở làng Chudiv hôm 20 tháng 2 không phải là lần đầu tiên xảy ra ở chiến trường Ukraine. Một sự việc gần như sống hệt như vậy xảy ra cách đây nửa năm, vào tháng 6 năm 2023. Khi đó, sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 144 của tập đoàn quân 20 Nga đang túc trực tại khu vực Kremina thuộc vùng Lugansk. Chỉ huy trưởng tập đoàn quân hôm đó đã đến thăm đơn vị, cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn tập trung lại để nghe chỉ thị. Do vị tướng đến muộn nên những người lính này phải chờ trong khu vực kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và bị UAV trinh sát của Ukraine phát hiện. Kết quả cuối cùng là dưới sự chỉ điểm của UAV trinh sát,
tên lửa HIMARS của Ukraine đã tới để tấn công quân Nga đang tập trung tại đây, khiến hàng chục người đã thiệt mạng và một số lượng lớn người bị thương cũng được đưa đi cấp cứu. Theo thống kê của Ukraine, số người thương vong là hơn 200 người. Tuy nhiên, theo báo DVK của Đức, đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Vào ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2023, tại thành phố Makayevka, thuộc vùng Donetsk, phản ứng chậm chạp của quan chức và cách tiếp cận lỏng lẻo trong việc điều quân của chỉ huy Nga đã gây ra tổn thất thương vong lớn nhất cho quân đội Nga từ đầu cuộc chiến cho đến nay. Makayevka là thành phố song sinh nằm ngay phía đông bắc Donetsk, cách mặt trận chiến đấu khoảng 19 đến 25 km. Xét trên góc độ quân sự, đây không phải là khu vực an toàn mà chỉ là khu vực tương đối an toàn khi vẫn nằm trong tầm bắn trực tiếp của pháo binh. Thế nhưng vì đây là thành phố có cơ sở hạ tầng tốt, nên quân đội Nga tình cờ đóng một lượng lớn quân động viên trong tòa nhà tại trường dạy nghề số 19 ở Makiivka, trong khi xung quanh có rất nhiều hoạt động của người dân. Tại Donetsk, mặc dù hầu hết là người dân nói tiếng Nga, nhưng Ukraine cũng đã cài cắm đặc vụ 5 vùng và mọi người đều có thể hiểu điều này sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Đồng thời, các chỉ huy của Nga đã không thực hiện việc giữ bí mật nơi đóng quân và canh phòng chặt chẽ đối với những khu vực tập trung, nên để những người lính nghĩa vụ sử dụng điện thoại di động và tổ chức một bữa tiệc vào đêm ngày 1 tháng Giêng. Khi một số lượng lớn tín hiệu điện thoại di động lạ xuất hiện trong một tòa nhà, đồng thời có nhân viên tình báo ngoại vi giúp quan sát và xác định danh tính. Đối với mục tiêu tập trung quân đông như vậy, đó là cơ hội cho Ukraine tập kích hỏa lực bằng tên lửa HIMARS. Đêm đó, quân đội Ukraine đã bắn 6 quả tên lửa M-31 vào trường dạy nghề số 19 ở Makiivka. 2 quả tên lửa bị quân Nga đánh chặn, 4 quả còn lại trúng nơi quân Nga đang tổ chức tiệc. Trong cuộc tấn công này, quân đội Nga thừa nhận có hàng chục người thiệt mạng, trong khi quân đội Ukraine cho rằng số binh sĩ Nga thiệt mạng là khoảng 400 người. Bên cạnh lục quân thì lực lượng hải quân và không quân cũng gây ra một số chuyện lộn xộn do vấn đề chủ quan. Hạm đội biển đen lần lượt bị đánh chìm bởi các tàu không người lái, máy bay cảnh báo sớm A-50 và máy bay tấn công Su-25 của không quân Nga bị chính người của mình bắn hạ. Sân bay phía sau không chú ý công tác bảo vệ để kẻ gian lẻn vào đốt máy bay. Trên thực tế, bắt đầu từ năm ngoái, thành tích chung của quân đội Nga vẫn khá tốt như cuộc bao vây và kiểm soát thành công Bakhmut, cuộc phòng thủ Zaporizhia hay việc kiểm soát Avdiivka gần đây. Toàn bộ các trận đánh đều diễn ra một cách có trật tự hơn. Thế nhưng, những sự chủ quan này đã mang tới những tổn thất không đáng có cho quân đội Nga vốn đang trên đà tiến lên.